Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga. Quyết định này của ông Biden như một biện pháp gia tăng trừng phạt sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong một bài phát biểu vào ngày 8 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cấm mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu và năng lượng của Nga. Điều đó đồng nghĩa dầu mỏ Nga sẽ không được tiếp nhận tại các cảng biển của Mỹ. Tổng thống Biden dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng lên và cam kết làm mọi cách để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân. Ông cảnh báo các công ty xăng dầu Mỹ không được lợi dụng tình hình để kiếm lời hoặc đội giá. Lệnh cấm có thể khiến lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Ngay sau lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, giá xăng dầu tại Mỹ đã lên cao kỷ lục, vượt ngưỡng 4 đô la Mỹ một galon, tương đương với khoảng 3,78 lít. Mức tăng được đánh giá là có thể đe dọa đến sự ổn định của nền kinh tế, đẩy lạm phát lên cao và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân Mỹ. Trong ngày 8 tháng 3, giá xăng dầu tiếp tục vọt lên nữa sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố cấm nhập khẩu các loại dầu thô, một số sản phẩm dầu khí và than của Nga. Theo số liệu năm 2021, khoảng 8% dầu thô và các sản phẩm hóa dầu của Mỹ là nhập của Nga. Mặc dù Tổng thống Biden đã tuyên bố sẽ mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược hiện có khoảng 727 triệu lít dầu, giới chuyên gia vẫn cho rằng động thái này cũng vẫn không thể hạ nhiệt giá xăng dầu ngay lập tức được. Chính quyền Mỹ cũng dự định sẽ đàm phán để tăng nguồn cung dầu từ các nước sản xuất dầu lớn như là Venezuela, Iran và Ả Rập Xê Út trong thời gian tới. Nga dự định tiếp tục thực thi cơ chế im lặng, hay còn gọi là lệnh ngừng bắn từ 14 giờ ngày 9 tháng 3 theo giờ Hà Nội để tạo điều kiện sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo ở một số thành phố ở Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Theo hãng tin Sputnik News, trong thông báo ngày 8 tháng 3, Văn phòng Điều phối Liên bộ về ứng phó nhân đạo ở Ukraine thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, công tác sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo được mở tại nhiều thành phố của Ukraine hiện gặp nhiều trở ngại. Nga sẵn sàng thiết lập thêm các hành lang sơ tán từ Chernihiv, Sumy, Kharkov, Mariupol và Zaporizhia. Văn phòng này cũng nêu thời hạn chót là 7 giờ ngày 9 tháng 3 theo giờ Hà Nội. Phía Ukraine phải gửi văn bản đồng ý về các tuyến đường sơ tán dân thường, thời gian mở hành lang nhân đạo cùng cam kết đảm bảo an ninh. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 9 tháng 3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn vị tổng thống thứ 20 của nước này. Số liệu từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc NEC cho biết có tổng cộng 44.197.692 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Các cử tri sẽ đi bỏ phiếu từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Theo quy định sửa đổi mới được NEC công bố, các cử tri mắc COVID-19 hoặc đang trong thời gian cách ly có thể bỏ phiếu tại cùng những địa điểm như trên trong khung giờ từ 18 giờ đến 19:30. Hai ứng cử viên hàng đầu đang tranh đua quyết liệt vào vị trí Tổng thống Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ DP cầm quyền và ông Yoon Suk-yeol của Đảng Quyền lực Quốc dân PPP đối lập chính.